tôi xin giới thiệu máy trứng 88 quả. Máy trứng 88 quả thì bao gồm có 2 trứng cũng bị là 88 quả. Khay trứng thì bao gồm khay trong và khay ngoài. Khay trong thì có thể nhấc ra được cho trứng. Đây là cảm biến nhiệt độ. Khung máy thì bằng nhôm. Còn máy thì bằng vật liệu alu composite 3 lớp, bên ngoài là alu, giữa lớp xốp, trong là lớp alu. Alu có ưu điểm dễ vệ sinh khi nhà lở, có khả năng chịu được nước. Đèn đỏ thì báo cấp nhiệt, đủ nhiệt thì sẽ chuyển sang đèn xanh. Sử dụng điều khiển nhiệt độ có của Hàn Quốc. Đây là timer giờ đảo trứng tự động. Máy được thiết kế với hộp mạch riêng biệt nên dễ dàng xử lý khi có sự cố hoặc là thay thế vị phụ kiện. Quá trình máy sẽ đang tự động. Muốn test thử đảo chúng ta sẽ tắt đi bật lại.